Hello, chào Trung. Chào mọi người. Dạ, hello, Hôm em nay chào anh Thơ Quang, chào cô chú anh chị đang theo dõi diễn đàn. qua cái đoạn clip vừa rồi, Trung thấy nó tiếp theo cái phần của ngày hôm qua, Trung thấy nó sao, nó có phù hợp không? À, thì rất rõ ràng anh, thông qua cái việc mà chúng ta theo dõi thì chúng ta biết ngay bản thân là khẳng định lại, là ngay bản thân Lê Tùng Vân và các cái đối tượng khác người ta đều khai là người ta không có tôn giáo, đúng không ạ? Thế thì ngày hôm nay đó, những các cái tờ báo hay là các cái kênh truyền thông chống phá nhà nước Việt Nam chúng ta đó, người ta liên tiếp đưa các cái thông tin về cái vấn đề mà Việt Nam chúng ta đàn áp tôn giáo. Cái điều này chúng ta thấy hết sức là vô lý, đúng không ạ? Bản thân cái người phạm tội người ta đã khẳng định người ta không có tôn giáo thì Việt Nam đàn áp tôn giáo ở chỗ nào, đúng không ạ? Đàn áp tôn giáo ở chỗ nào? Và cái việc mà tự do tín ngưỡng tôn giáo đó thì ngày hôm qua em có nói rồi, không riêng gì Việt Nam mà các nước khác, mà đặc biệt là các anh hay lấy ở Mỹ là so sánh, thì em có nói rất rõ là Mỹ người ta cũng có cái bộ luật dân sự để người ta quản lý, gọi là hành lang pháp lý, thì ở Việt Nam cũng vậy, cũng có luật tín ngưỡng tôn giáo để gọi là hành lang pháp lý để đảm bảo các anh hoạt động tự do tôn giáo, đúng không ạ? Dân chủ, công khai và theo đúng quy định của pháp luật. Và pháp luật thì mỗi một quốc gia một khác, không có quốc gia nào giống một quốc gia nào. Mà cái điều rất vô lý đó là các anh luôn muốn là Việt Nam phải theo như các nước này hoặc theo các nước kia, chúng ta thấy nó vô lý không ạ? Rất là vô lý. Thế thì qua cái sự việc này đó, em thấy là hiện nay đó là rất nhiều các cái đối tượng cá nhân có, các cái tổ chức cũng có chống phá nhà nước Việt Nam luôn lên trên các cái không gian mạng để kêu gọi, để xuống đường này, biểu tình để đòi lại công bằng cho Lê Tùng Vân và những người ở trong cái vụ việc này. Chào Thì chúng tôi. ta thấy nó hết sức là vô lý. Vô lý là góc độ thứ nhất đó là gì? Đó là các anh đang cổ súy, đúng không ạ? Đang bảo vệ cho những người vi phạm pháp luật. Và cái vô lý thứ hai đó là ở các cái nước mà các anh đang sinh sống, có bao giờ các anh đòi được quyền lợi cho người dân mà gọi là gốc Việt chúng ta vi phạm pháp luật ở bên đó? Và các anh cho rằng cái điều đó là không hợp lý. Các anh thấy nó vô lý, các anh có dám lên tiếng không? Đúng không ạ? Thế thì ngay bản thân các anh ấy, các anh còn chưa lo nổi, thế nhưng mà các anh lại xúi giục kích động người dân thực hiện. Nhiều người cho rằng là chế độ ở Việt Nam chúng ta thế này thế nọ. Các anh cảm thấy nếu không phù hợp, có thể các anh có quyền lựa chọn đi sang các quốc gia khác mà. Đó là quyền tự do các anh, tự do cư trú, đúng không ạ? Anh có quyền này, đi sang các cái nước khác, anh cư trú, anh sinh sống, anh ở. Chứ đâu ai cấm anh đâu. Anh sang đó, anh cảm nhận cái nơi đó, nếu cảm thấy tốt hơn thì các anh cứ sống thôi, chứ ai cấm cái điều đó. Mà hiện nay Đúng rồi. rất là buồn cười đó là cứ bất kỳ một cái vấn đề gì xảy ra ở Việt Nam đó thì các anh cứ vơ vào, các anh gom vào, rồi các anh quay ra các anh đổ lỗi, một hồi là các anh đổ lỗi sang nhà nước và đổ lỗi sang cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Cái điều này chúng ta thấy hết sức là vô lý, trong khi bất kỳ một quốc gia nào cũng có cái bất cập của nó. Thế tại sao ở quốc gia các anh cũng đầy rẫy những vấn đề bất cập đấy, sao các anh không đổ lỗi cho chính quyền hoặc là cái đảng cầm quyền ở đó đi, đúng không ạ? Mà cái cụ thể hiện nay nhất đó là chúng ta theo dõi qua cuộc bầu cử đó, cùng là gốc Việt, cùng là gì ạ, cùng là gọi là lưu vong ở xứ người, thế mà các anh chỉ trích nhau, các anh chửi rủa nhau, và các anh cho rằng là phản quốc. Quốc của các anh ở đâu, ở bên Mỹ mà phản quốc? Phản quốc thì các anh phản quốc từ lâu rồi, chứ không phải đến đến cái thời điểm bầu cử Mỹ năm 2020 với là 21 với là phản quốc, đúng không ạ? Thế chúng ta thấy rất rõ, dĩ nhiên đây chúng ta không, em không vơ đũa cả nắm, mà đây là chỉ nói những cái thành phần mà luôn có cái quan điểm mà cho rằng Việt Nam chúng ta thế này, Việt Nam chúng ta thế kia. Ngay bản thân các anh nhìn lại ở ngay trong cái gia đình hoặc thậm chí ở khu phố các anh sinh sống thôi. Dĩ nhiên là nói, nếu mà nói ngửa mặt lên thì cũng chả bằng ai, nhưng mà nhìn xuống ít ai bằng mình. Đó là sự phân công của xã hội. Các anh giàu hay nghèo không phải do chế độ. Tại sao trong một xã hội có người giàu người nghèo ở bất kỳ quốc gia nào cũng thế? Đó là xuất phát từ cái gì ạ? Từ nhiều yếu tố, trong đó là gì? Cái nỗ lực của bản thân mình. Chứ không phải là các anh nghèo hay là các anh thế này thế nọ là các anh đổ lỗi nhà nước được, đúng không? Chúng ta thấy rất là vô lý. Mà cái điều này đó là nó luôn hiện hữu ở trong cái tư tưởng của những cái thành phần mà dày ăn mỏng làm. Luôn mong muốn là không làm cũng có ăn. Xin thưa các anh, chả có quốc gia nào mà bảo là không làm có ăn cả. Cái điều này nó rất là thực tế, chứ nó không phải là cái gì cao siêu mà cần các anh phải suy luận, các anh nhìn, các anh phán đoán hay là cái thế này thế nọ cả. Còn về cái góc độ nữa là những cái thành phần này người ta vin vào đó,
thì rất rõ ràng là người ta không theo tôn giáo, người ta không theo một tôn giáo nào cả, thì nó liên quan gì đến giáo hội Phật giáo mà các anh bảo là thế này thế nọ, và đưa cái giáo hội Phật giáo Việt Nam vào. Bây giờ ví dụ chúng ta ví dụ như thế này thôi, rất là dễ để mà mọi người theo dõi thì mọi người sẽ thấy. Ví dụ như trước đây, vào năm 2018, em nhớ không nhầm là vào năm 2018 đó, thì ở Pháp đó, người ta có thành lập một cái ủy ban. Đấy, người ta có thành lập một cái ủy ban gọi là điều tra về các cái vấn đề mà liên quan đến 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 nhà thờ đó. Và đến năm 2020, tháng 10 2020, thì người ta đưa ra các cái số liệu thống kê về các cái việc vi phạm của những người liên quan đến nhà thờ ở Pháp. Thế thì cái điều đó chúng ta có quy chụp vào cho tòa thánh được không? Cái điều này Đúng nếu rồi. mà ai mà quy chụp như vậy đó, là chúng ta xác định một là về nhận thức, hai là về tư duy, đúng không? Quá kém hiểu biết. Bởi vì người ta không dung túng ra các hành động đó, và cá nhân nào làm sai cá nhân đó phải chịu. Đó là những người là chính xác là có cái hoạt động nhá, có cái chức sắc ở trong một tôn giáo, chứ đừng có nói là ông Lê Tùng Vân này ông chả có tôn giáo nào cả, và các thành phần khác cũng vậy, thì liên quan đến giáo hội và các anh làm như thế là gì? Các anh quay lại quá khứ, các anh nhớ về cái bài học trai, các anh đã phải bị gì ạ? Bị hạ sát cả gia đình chỉ vì một trong những nguyên nhân, đó là bài trừ tôn giáo. Thế ngày hôm nay là những cái thành phần này người ta cũng kích động nhằm bài trừ, chia rẽ tôn giáo. Chia rẽ tôn giáo là giữa các tôn giáo với nhau, nó là một góc độ nhỏ. Còn góc độ rộng hơn đó là gì? Gây chia rẽ, mất đoàn kết, cái khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mà cái điều này nó là rất là nguy hiểm. Đó, nhiều thành phần bây giờ cứ mong muốn là phải thế này, phải thế nọ. Bản thân các anh mong muốn thì các anh cứ đi tìm cái bến bờ của các anh. Và ngày hôm nay có rất nhiều các cái gương, đúng không ạ? Đã tìm thấy bến bờ đấy đấy. Đã sang đến nơi rồi đấy. Mà cũng phải kêu gào, đúng không ạ? Là thế này, là thế nọ, là nước Mỹ không vĩ đại, là tôi sang đây mấy năm rồi, chưa có số an sinh xã hội, chưa cái này cái kia. Chúng ta lên theo dõi chúng ta thấy thôi. Thế tại sao đã tìm được cái nơi tự do rồi, cái nơi sung sướng rồi mà nó vẫn phải khổ như thế? Thế nó đòi hỏi là ở sống một xã hội nào nó cũng phải có nỗ lực của bản thân, chứ không có thể là anh muốn mà được. Còn về góc độ nữa đó là những người này người ta lại viết vào một cái lý do, người ta cho rằng là xử phạt tù là một người già 90 tuổi. Dạ xin thưa, ví dụ như là em lấy một ví dụ điển hình như ở Nhật Bản thôi, ở cái nhà tù mà dành cho phạm nhân nữ ở Fukushima đó, thì cái số tù nhân mà hơn hơn 60 tuổi là chiếm khoảng 28%, và cái tù nhân lớn tuổi nhất đó là một cụ bà 91 tuổi. Và cái nguyên nhân để mà đi vào tù thì nó nghe rất là buồn cười, mà nhiều người luôn lấy ra để so sánh, đó là cái bà này bà liên tục phạm tội ăn cắp vặt để được vào tù, nơi mà có chỗ để trú ngụ với lại có thức ăn và điều kiện chăm sóc y tế miễn Đúng rồi. phí, đúng không ạ? Cái điều này chúng ta theo dõi chúng ta biết thôi, thì Tù chuyên nghiệp á, gọi là tù chuyên nghiệp á đúng đấy, rất rõ ràng. Và cái điều này chúng ta không? thấy đó Dạ là chú gì? Đó là bất kỳ ở một quốc gia nào thì anh vi phạm pháp luật thì ở cái độ tuổi nào cũng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Chẳng qua là gì ạ? Chế độ đối với những người cao tuổi như thế nào? Người ta có tìm hiểu về pháp luật Việt Nam hay không thì em không rõ. Đấy, nhưng mà những cái thành phần như kiểu Nguyễn Văn Đài chẳng hạn. Đó, mồm thì lên mạng lúc nào cũng tôi luật sư Nguyễn Văn Đài, mà quên mất là cái bằng luật sư đó là ai cấp cho anh ta, đúng không ạ? Rất là trơ trẽn. Mà trong khi đó ở Việt Nam chúng ta bây giờ nó có nhiều hình thức, ví dụ như là về các cái điều kiện mà sức khỏe có thể là tạm đình chỉ, đúng không ạ? Tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. Đấy, gọi là tạm đình chỉ đến khi đảm bảo sức khỏe, chứ đâu phải là cứ tuyên án phạt tù là bắt buộc anh phải chấp hành đâu, đúng không ạ? Và cái điều này đó là có góc độ nhân văn của nhà nước. Để chúng ta theo dõi chúng ta thấy các cái bản án ở Mỹ chẳng hạn, có những bản án người ta đã tuyên đến cả 10.000 năm tù, đúng không ạ? Đó là cái trường hợp mà của cái tay gọi là Dulles Kaiser đó, nó mà làm ra cái tội ác vào ở cái bang Alabama đó, vào lễ Halloween năm 1976 đó. Thì cái tay này sau này bị tuyên án tới 10.000 năm tù. Cái 10.000 năm tù thì các anh thấy nó có nhân đạo không? Kiếp người sống được bao nhiêu năm? Tại sao có những cái trường hợp nó đầy rẫy, nó ví dụ điển hình rất nhiều.
mà không khó để chúng ta tìm kiếm trên các cái phương tiện thông tin ngày nay. Đấy. Thế nhưng mà các cái thành phần này luôn vin vào đó. Bây giờ anh phạm tội ở cái thời điểm anh bao nhiêu tuổi, đúng không ạ? Trừ những cái tội tuổi trẻ em theo công ước về quốc tế đó thì không được xử án chung thân hoặc tử hình đối với tùy từng tội danh. Thế nhưng mà người ta không được được phép xử, bởi vì theo công ước là chúng ta đó là quyền trẻ em, những người mà chưa phát triển đầy đủ về cái năng lực, cái trí tuệ và cái trách và cái chịu trách nhiệm hành vi của mình, người ta chưa nhận thức hết. Đấy, thế nhưng mà còn ngược lại những thành phần khác, đúng không ạ, đã đủ tuổi chịu trách nhiệm, năng lực trách nhiệm hình sự, thì khi anh phạm tội thì anh phải chấp hành án thôi, chứ không có gì là khác cả. Các nước khác người ta đều quy định như vậy. Thế bây giờ anh 90 tuổi, không lẽ anh 90 tuổi anh phạm tội là không được xử à, hay là thế nào? Thế bây giờ ví dụ một trường hợp như bây giờ có một người khoảng 92 tuổi mà người ta lái xe, người ta tông vào đám đông ở Mỹ, thì các anh bảo là 92 tuổi không được xử à? Các anh đưa ra những cái lý luận mà nó chả hiểu là nó theo cái quy định của cái nước nào hay cái pháp luật nào, đúng không ạ, mà nó chả chung có cái chung hợp thấy có tình hợp điểm lý gì cả. chung chung thấy có điểm mắc cười không chung à, tức là nhiều khi ví dụ xử ai á, ở Việt Nam hay là xử ai chung thân thì họ cho rằng là quá nặng chung thân thì thế này thế nọ là không có ngày về đúng không, thì với tư bản thì ví dụ với nước Mỹ họ không có khái niệm chung thân, nhưng mà giống như Chung vừa nói đó, xử lần 100 năm 10.000 năm hay là 50 60 năm thì theo theo chung á, nếu thì mình ở trong cái thế đó mình nên chọn chung thân hay chọn ở cái án 50 năm hay 100 năm đúng không, thì ở đây vấn đề mình đưa ra là gì, nó giống như cái khái niệm đối với họ, chúng ta thường nói thì họ họ bảo họ là bên đó làm gì có hối lộ, bên đó là không có chuyện hối lộ, chỉ có hỗ trợ hoặc là quỹ ủng hộ thôi, nó chỉ khác về vấn đề gọi là dùng câu chữ, Chung thấy mắc cười không. Thì những thành phần này thế này là cứ ca tụng thì cái chuyện đó họ ca tụng ok thì có quyền của họ. Quay lại cái chủ đề đó thì nó giống như Chung nói đó và mọi người cũng thấy này rất là rõ rồi, ngay ông Lê Tùng Vân và cả một cái những cái bị cáo đó đều xác nhận trước tòa là họ không tôn giáo nào cả, họ không theo tôn giáo nào, họ không tin vào Phật, họ không tin vào Phật vân vân đi. Vậy tại sao lúc trước họ lại mang tượng Phật vào cái thiền am của họ đó để họ thờ tự, và họ cho rằng đó thiền am của họ, và thậm chí họ cũng tiến hành gọi là mặc áo áo của các nhà sư ha, rồi đâu đó còn lại là cho rằng hoa u đàm nở với tượng Phật gì đó, sao nó mâu thuẫn quá đúng không, thì thời điểm đó thì những cái thành phần bên kia lại cho rằng là không tự do tôn giáo, không tự do tín ngưỡng, mà rõ ràng bây giờ thì có phải đó là một theo chung đó có rõ ràng cú tát vào mặt những cái thành phần chống phá bên kia mà họ vẫn rất là trơ trẽn, mọi người rất là trơ trẽn và chân tráo, tới giờ phút này thì họ lại lấp liếm, họ quay qua một cái vấn đề, họ lợi dụng vào một hai cái câu nói của ai đó và họ lại quy chụp cho cả một cái giáo hội, thấy tức cười không? Chung 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 nghĩ thế nào trong cái câu chuyện đó? Thì cái điều này rất rõ ràng anh. Ngày hôm nay em có theo dõi thì cũng có nhiều cái bài của các anh các chị phân tích, thì thông qua các cái phương tiện truyền thông đó thì cũng em cũng cũng xem được trên truyền hình đó. Thì một trong những cái hình thức bây giờ đó là người ta lợi dụng vào những cái vấn đề có liên quan đến tôn giáo. Giống như cái vụ Thiền Nam này, đó là gì? Đó là cũng thờ tượng Phật rồi cũng đưa ra một số cái nội dung, đúng không ạ? Nó na ná như vậy. Thế nhưng mà thực ra nó không phải là tôn giáo, có nghĩa là lợi dụng thôi, lợi dụng về Đúng tôn rồi. giáo thôi để người ta hoạt động, người ta làm những cái việc mà trái Trục với quy lợi. định của pháp luật, trục lợi, cụ thể là trục lợi. Thế thì hiện nay đó, trên không gian mạng đó thì cũng có nhiều thành phần, nó có hai loại. Loại thứ nhất đó là loại là đưa là té nước theo mưa, chúng ta gọi là té nước theo mưa. Đó là gì? Lợi dụng vào vụ việc này kêu gọi quyên góp để ủng hộ cho Thiền Am. À, kêu gọi quyên góp tiền. Thế còn quyên góp tiền xong làm thế nào thì chúng ta không biết được, đúng không ạ? Đó là góc độ thứ nhất. Về góc độ thứ hai đó là người ta kích động gây rối biểu tình bạo loạn. Nó có hai cái đối tượng, hai nhóm đối tượng như vậy. Thì Anh chào Nguyễn Dung. không riêng bây giờ các cái đối tượng này nó mới lợi dụng như vậy, mà tất cả các cái vụ việc
Mà rất là kỳ lạ là bất kỳ một cái đối tượng nào vi phạm pháp luật ở Việt Nam đó thì người ta đều biến thành là bị oan hết, đã thành dân oan hết, đúng không ạ? Rất là kỳ lạ như vậy. Cái không hiểu là về góc độ, nếu mà nói về tư duy thì không đúng, về tư duy về mặt nhận thức thì người ta thừa hiểu. Người ta sống các nước Tây Âu, người ta thừa hiểu cái vấn đề vận động hành lang là thực tế nó như thế nào, bản chất nó như thế nào, người ta biết không? Biết. Nhưng tại sao người ta vẫn thế? Đó là bởi vì xuất phát từ cái những đối tượng trước đây đó, thì chúng ta có thể nói là vì cái lòng thù hận, bởi vì người ta đang sống được hưởng cái cuộc sống mà 100% là do nước Mỹ tài trợ. Thế thì hiện nay đó thì người ta lợi dụng vào đó là gì, cũng để kiếm sống cả thôi. Quyên góp thì cũng để kiếm sống, đúng không ạ? Và lên mạng cũng để câu view câu like cũng để kiếm sống thôi. Và những ai, đúng không ạ, tin tưởng vào những cái đối tượng này, một thì nó mất tiền, hai nếu như có những hành động vi phạm pháp luật thì phải trả giá bằng bản án. Và người ta ở các cái nước mà nó không chịu sự chế tài của pháp luật Việt Nam đó, thì người ta không ảnh hưởng gì cả. Thế nhưng những cái thành phần tin theo mà ở trong nước đó, không khéo là tiền mất tật mang, đúng không ạ? Mà đây không phải là lần đầu tiên, và có rất nhiều các cái bài học trước đây bằng hình thức này hay hình thức khác thì cũng đã có những trường hợp vi phạm rồi, chứ không phải không. Đấy, thì cái điều này nó có thể nói là về về mặt nào đó thì chúng ta cảm thấy đáng tiếc, nhưng mà thực tế ra đó là cũng phải đánh giá về góc độ chủ quan. Đó là do những cái người này người ta tiếp thu cái thông tin đó, có thể nó chưa đầy đủ, và việc mà nhận thức về góc độ là như thế nào nữa. Và trước đây chúng ta có nói là gì, bản thân những cái người như anh em chúng ta cũng vậy thôi, chủ yếu là theo dõi qua những cái vấn đề mà thông qua các cái phương tiện truyền thông. Chứ còn thực tế hồ sơ vụ án như thế nào, nó diễn biến từ thời điểm nào đến thời điểm nào, cụ thể những cái lời khai như thế nào, chúng ta cũng đâu có biết được. Mà rất rõ ràng là những cái đối tượng này khi bị bắt mà có một số luật sư là tự nguyện, đúng không ạ, tham gia ngay từ đầu. Thế nhưng mà vẫn cho rằng là bị hù dọa thế này thế kia, chúng ta thấy có vô lý. Mà trong khi đó về về nguyên tắc khi anh đã có luật sư thì các cái biên bản ghi lời khai hay hỏi cung của các cái đối tượng này đều phải có luật sư tham gia. Cái này em có nghiên Đúng cứu rồi. luật tố tụng, em có nắm được mà. Thế mà tại sao lại vẫn đưa ra như vậy? Đó là một trong những cái mà chúng ta có thể nói là rất là ngoan cố, là chưa nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của mình. Đấy, thì cái bản án ngày hôm nay theo em nghĩ này, thì nó rất là phù hợp, chứ không có gì cả. Đối tượng đang mong muốn thì em cũng chia sẻ ngắn gọn như vậy, thì cũng cảm ơn anh cơ quan và mọi người đang lắng nghe. Ok, cảm ơn Trung rất là nhiều. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon. Hẹn gặp lại ạ. Bye bye.